Thương hiệu xe Bentley thì nó cực kỳ là sang trọng rồi. Và cái mùi hương Bentley Intense for Men này á, nó có sang trọng hay không? Về phần mùi hương của chai nước hoa này á, thì mình muốn lưu ý các bạn một chút á. Hello, chào các bạn, là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì dành cho các bạn nào chưa biết hoặc là hay xem channel của mình á, thì mình mới vừa về Việt Nam. Và hiện tại mình đang cố ổn định lại để có thể ra nhiều video mới hơn cho các bạn. Mình đang cố gắng là một tuần sẽ ra hai video, một video cho nam, một video dành cho nữ. Thì mình mới vừa ra video dành cho nữ rồi, thì bây giờ sẽ là video dành cho nam. Và như các bạn đã thấy ở cái tiêu đề video này á, thì cái mùi hương hôm nay mình sẽ bàn tới đó chính là chai Bentley Intense for Men. Thương hiệu xe Bentley á, thì nó vốn nó là cực kỳ nổi tiếng rồi. Và bên cạnh việc làm xe á, thì Bentley họ cũng có làm nước hoa nữa. Giá của xe Bentley á, thì nó không hề rẻ rồi và thậm chí là nó cực kỳ đắt. Tuy nhiên nước hoa của họ thì nó sẽ nằm trong những cái phân khúc giá phổ thông mà mọi người có thể dễ tiếp cận được. Các bạn nằm ở Việt Nam yêu thích nước hoa hoặc là tìm hiểu về nước hoa, xem cái channel ở nước ngoài á, thì khả năng cao là sẽ biết tới cái mùi hương nước hoa này. Nó thường nằm trong cái list nước hoa ở cái phân khúc giá phổ thông. Và hầu hết tất cả các reviewer ở nước ngoài họ đều nhắc tới chai nước hoa này ít nhiều. Nó cực kỳ là phổ biến. Còn ở Việt Nam như thế nào á, thì mình sẽ để cho các bạn comment bên dưới để chúng ta có thể tham khảo thêm. Thương hiệu xe Bentley á, thì nó cực kỳ là sang trọng rồi. Và cái mùi hương Bentley Intense for Men này á, nó có sang trọng hay không? Cái mùi hương này nó sẽ như thế nào? Mình có suy nghĩ gì về mùi hương này cũng như là có những cái trải nghiệm nào ở cái mùi hương nước hoa này thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay cho các bạn. Ở cuối video thì thông thường mình sẽ đưa ra số điểm đánh giá để các bạn có thể tham khảo nữa. Và các bạn cũng đừng quên like và subscribe channel của mình để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì bắt đầu video. Nói một chút về thiết kế của chai nước hoa này á, thì cái cảm giác cầm nắm của chai nước hoa mình thấy nó khá là đầm tay. Nó sẽ có một cái độ nặng nhất định và trên thiết kế của chai nước hoa nó cũng sẽ có những cái đường góc cạnh nữa. Nó giúp cái chai nước hoa nó ôm vào cái lòng bàn tay hơn. Các bạn nào là nam á, thì cảm giác khi mà cầm cái chai nước hoa này sẽ khá là thích. Ngoài ra mình khá thích cái cơ chế nắp của cái chai nước hoa này, nó hít vào khá là sâu khi mà bạn mở hoặc là đóng nắp chai. Bên cạnh đó cái thiết kế thủy tinh trong suốt như thế này á, và để lộ cái phần chút ra bên ngoài á, mình có liên tưởng tới những cái chai nước hoa mà lúc trước mà mọi người để nó trên xe ô tô á, mình có liên tưởng tới những chai nước hoa đó. Bên cạnh đó thì trên website của nhà Bentley á, họ cũng có nói á, là thiết kế của cái chai Bentley Intense for Men này á, họ mượn ý tưởng từ thiết kế của những cái dòng sedan hạng sang của họ. Bản thân mình á, thì mình không có liên tưởng tới những cái dòng sedan hạng sang đó khi mà mình nhìn cái thiết kế của chai nước hoa này. Cho đến khi mà mình đọc trên cái trang của Bentley á, thì mình mới biết. Có thể là do mình chưa sở hữu cái xe Bentley nào cả. Các bạn nào có thì có thể comment là xem là nó có giống hay không. Thì đó sẽ qua một chút về thiết kế của cái chai Bentley Intense for Men này. Về phần mùi hương của chai nước hoa này á, thì mình muốn lưu ý các bạn một chút á, là khi mà các bạn xịt ra, các bạn đừng có dí sát mũi vào ngửi. Cái mùi hương nước hoa này ở cái giai đoạn đầu á, cái cồn nó tỏa ra khá là mạnh. Cộng thêm á, cái nốt hương đầu của nó sẽ có nốt hương tiêu. Các bạn nào mà không quen á, nó dễ bị sọc lên mũi và nó sẽ gây khó chịu. Sau đó cái mùi hương này nó dịu xuống á, thì mình ngửi được cái mùi gỗ nó khá là khô cùng với một chút mùi của rượu rum. Sau đó là cái cảm giác cây nồng á, nó sẽ xuất hiện, đó là cảm giác cây nồng của quế. Và cuối cùng á, thì cái nốt hương da thuộc á, nó sẽ xuất hiện. Thì khi mình ngửi cái mùi hương nước hoa này á, thì mình cảm nhận được cái cảm giác cây và nồng rõ nét nhất, cộng với một chút khô nữa. Nó đến từ hai nốt hương là quế và da thuộc. Có một điều khá thú vị mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là sau này á, khi mà mình ngửi cái chai Bentley Intense for Men này á, thì mình lại nhớ đến một chai nước hoa, đó chính là chai Encore. Để mình lấy cho các bạn xem. Thì đây là chai Encore. Mình không có nói là hai cái mùi hương này nó giống nhau. Tuy nhiên có thể là khi mà trong cái đoạn dry down của cái chai Bentley này á, nó có cái nốt hương gỗ xuất hiện và mình lại nhớ tới cái nốt hương gỗ trong cái chai Encore này. Thật sự hai cái chai nước hoa này nó có cái nét khô nhưng mà hai cái nét khô nó khác nhau. Một chai là nét khô đến từ gỗ, còn một chai thì nét khô nó đến từ da thuộc. Và cái chai Encore này những lần đầu khi mà mình trải nghiệm cái mùi hương á, mình không có nhớ đến cái chai Bentley này. Nhưng mà sau này khi mình ngửi cái mùi hương Bentley á, thì mình lại nhớ tới cái mùi hương Encore này. Ngoài ra, ở cái mùi hương Bentley này á, khi mình sử dụng ở những cái thời tiết lạnh á, mình có cảm giác nó có một cái nét ngọt nữa. Khi mà cái mùi hương nó tỏa và nó bay ở trong không khí. Đặc biệt vào mùa thu đông á, khi mà mình xịt cái mùi hương ở trước ngực á, thì mình cảm nhận cực kỳ rõ nét cái cảm giác ngọt đó. Bản thân cái mùi hương nước hoa này á, thì tất nhiên nó sẽ sử dụng tốt nhất là vào mùa thu đông. Và nó cũng khá là đa dụng nữa, vào những mùa lạnh á, mình đều sử dụng nó khi mà đi làm, đi chơi hay là đi gặp bạn bè. Thì đến với phần đánh giá của chai nước hoa này á, thì nó có thực sự sang trọng hay không á, thì câu trả lời sẽ là có.
nếu nó một cách dễ hiểu á, thì nó giống như cái cảm giác khi mà bạn sử dụng cái chai của nhà Tom Ford đó, giống như là Tuscan Leather, và chỉ có bạn nào biết tới cái mùi hương đó. Mặc dù chai nước hoa này nó có cái mức giá phổ thông, nhưng mà mình cảm thấy á, là cái chất lượng mùi hương nó cũng không thua những cái chai cao cấp đâu. Bên cạnh đó, cái chai nước hoa này cái hương chủ đạo là gia thục, thì dành cho các bạn nào mà không thích cái mùi hương gia thục á, thì nên cân nhắc khi mà muốn sở hữu cái chai nước hoa này. Các bạn có thể thử mùi trước trước khi mà thật sự muốn sở hữu. Và cái mùi hương nước hoa này nó sẽ có một cái độ trưởng thành nhất định nữa, nó sẽ thể hiện rõ nét cái cá tính và cái tính cách của bạn, nó sẽ hơi bụi bặm một chút. Nói tóm gọn lại thì cái mùi hương nước hoa này nó sẽ thể hiện bạn là một người đàn ông cực kỳ là nam tính và đích thực. Có một điều mà mình khá cân nhắc khi sử dụng mùi hương này khi mình về Việt Nam á, ở Việt Nam á, trong Sài Gòn á, thì nó sẽ không có mùa đông, ở ngoài Bắc thì có nhưng mà trong Sài Gòn sẽ là không. Thì mình cảm thấy á, là cái khả năng mà sử dụng cái mùi hương nước hoa này nó sẽ bị hạn chế. Mình không nói không dùng được, dùng thì tất nhiên sẽ được thôi, nhưng mà cái thời điểm sử dụng á, nó sẽ bị hạn chế hơn. Khi mình về đây á, thì rất là nhiều hôm trời mưa rất là lớn, thì những cái hôm đó mình thấy trời khá là mát mẻ, và trời mưa nó cũng thường xảy ra vào buổi chiều tối nữa, thì mình thấy nó khá thích hợp để các bạn có thể sử dụng được cái mùi hương nước hoa này. Bản thân mùi hương nước hoa này nó sẽ có cái nét cay nồng ở trong đó, thì như hồi nãy mình nói ở cái nền nhiệt lạnh á, nó sẽ có cái nét ngọt, nhưng mà khi mình về đây á, mình sử dụng ở trên cái nền nhiệt nóng á, thì nó không còn cái nét ngọt đó, cái nét chủ đạo nó vẫn là cay nồng và khô đến từ quế và gia thục thôi. Và nếu các bạn nào mà sợ cảm giác cay nồng đó nó gây khó chịu á, thì có thể xịt ít lại, và lưu ý là đừng có xịt nhiều quá, nhiều khi nó sẽ phản tác dụng cho chính bạn nữa chứ không chỉ là những người xung quanh không đâu. Còn về phần chấm điểm của chai nước hoa này á, cái nét đặc biệt mình sẽ chấm là 4.5 điểm. Cái mùi hương này nó có sự sang trọng, nó nam tính và lôi cuốn. Thì tuy nhiên á, có một điều á, là mình cảm thấy cái mùi hương này nó không thực sự phù hợp với lại số đông. Các bạn nào muốn sở hữu thì nên cân nhắc thử mùi trước trước khi mà muốn sở hữu. Còn về phần lưu hương á, thì cái mùi hương này nó lưu hương trên da mình được đến 10 tiếng lận, khá là tốt, cho nên mình cũng sẽ chấm là 4.5 điểm. Còn về phần tỏa hương á, thì mình thấy trên nền nhiệt lạnh á, thì nó tỏa hương tận một cái tay được cực kỳ tốt, cho nên mình cũng sẽ chấm là 4.5 điểm luôn. Còn về phần giá tiền á, thì cái giá mình mua cái chai Bentley này ở Úc á, là 69 đô Úc cho bảy 100ml như thế này, thì cái giá này mình thấy nó cực kỳ rẻ cho nước hoa rồi, và mình sẽ chấm là 5.5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này á, là 4.25 trên 5 điểm. Thì đó là phần chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mình về chai Bentley Intense for Men. Bạn có suy nghĩ gì về mùi hương nước hoa này hãy comment bên dưới cho mình biết. Và nhớ share video này với bạn bè của bạn để xem họ đánh giá như thế nào về cái mùi hương nước hoa này. Và đừng quên like và subscribe channel của mình để đón xem những video mình sẽ mắc trong tương lai.